Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng A. Đó chính là chiếc xe Kia Morning phiên bản S quý vị và bạn nhé. Chiếc xe là 2019 rồi ạ, model 2019. Chiếc xe đã lăn bánh được 4.2 km. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning S 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ở 2019 này thì Kia cũng đã thay đổi cho chiếc xe Kia Morning một số cái, ví dụ như là la răng đúc mặt phay và cái gọi là vành xoắn này các bạn nhá. Đấy, và đằng sau thì là có bô đôi và bô hay còn gọi là bô kép đấy, và được thiết kế ở chính giữa chiếc xe. Đấy, và nội thất là nội thất ghế da hai màu quý vị bạn nhá. Màu này là màu kem và màu nâu. Nội thất ghế da hai màu, la răng đúc vành xoắn, gọi là vành xoắn đấy ạ. Đấy. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất nhá. Thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này là chúng tôi mua về là chúng tôi chỉ có rửa đi thôi chứ chúng tôi không dọn. Đây là chúng tôi cam kết thật, cho nên là chính vì vậy trên bên về bên thân vỏ bên ngoài đây này, quý vị các bạn xem là nó cũng có đôi phần xước sát này. Xước sát thì rất là nhỏ thôi quý bạn nhá. Đấy, xước sát này. Chúng tôi để nguyên không có sơn tí nào đâu ạ. Chủ xe đang đi như thế nào thì là tôi mang về là tôi rửa đi, là tôi đem như vậy là tôi bán thôi quý bạn ạ. Đấy, phải nhìn thật sát vào mới thấy được cái những cái vết xước nó nhỏ như này thôi quý bạn ạ. Đấy, vết xước nhỏ này thì chúng tôi không sơn quý bạn nhá, tôi để nguyên. Có như thế nào là tôi cứ bán như thế vậy đã. Đấy, tại vì là ở những cái phân khúc xe ít tiền như này, loanh quanh khoảng hơn 300 triệu như thế này thì cái lợi nhuận nó cũng chỉ vài triệu thôi quý bạn ạ. Không có lợi nhuận nó cao, và chúng tôi cũng tiết kiệm, thứ nhất là tiết kiệm chi phí, cái thứ hai nữa là tiết kiệm công. Và chiếc xe này thì chủ yếu là tiết kiệm công đi làm thôi, chứ còn là chi phí thì không mất gì ạ. Vì chiếc xe này là chủ xe có mua bảo hiểm vật chất các bạn nha. Bảo hiểm vật chất còn rất là dài, cho nên là bây giờ kể cả có sơn lại cả cái xe này thì cũng không mất tiền sơn ạ. Đó, chỉ yếu là mất công thôi, mất công làm thôi, chứ còn là đã có bảo hiểm rồi. Đấy. Chủ xe mà bây giờ mà quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì lại được sở hữu toàn bộ về những cái phần bảo hiểm vật chất này, cũng như là về những cái đồ mà chủ xe đã lắp thêm đấy ạ. Đấy, ở cái phiên bản này là phiên bản S quý bạn nhé, Kia Morning S. Đấy, toàn bộ về cái bộ la răng và lốp còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, la răng còn nguyên bản này và lốp này. Đấy, lốp cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chiếc xe được phụ tùng thì sản xuất năm 2018 này. Đấy, toàn bộ là dàn lốp 2018 này là còn nguyên quý vị các bạn nhé. Đấy, lốp còn nguyên và còn rất là dày vì chiếc xe mới lăn bánh được có 4.2 km thôi quý bạn ạ. Cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết là chuẩn đấy ạ. Quý vị các bạn có thể mang vào hãng để check cái đồng hồ này, chúng tôi cam kết chuẩn nhé. Đấy, lốp thì rất là dày. Lốp 2018 đấy ạ. Cái lốp này là sản xuất tuần thứ 39, tức là sản xuất cuối năm 2018. Đấy, cả dàn lốp còn nguyên bản hết luôn ạ. Đấy, lốp 2018 hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, sản xuất tuần thứ 38, 39 năm 2018 này. Tức là cái lốp này là sản xuất cuối năm 2018. Và la răng đúc mặt phay. Đấy, hay còn gọi là vành xoắn đây này. Đây là cái model mới này, bắt đầu từ 2019 thì mới bắt đầu có cái thay đổi này quý vị các bạn nhé. Đấy, và nhìn về đằng sau thì quý vị bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao này. Đấy, và phía bên dưới là đèn hậu. Đèn hậu cũng là đèn full LED quý bạn nhé, toàn bộ là đèn LED rồi. Bên dưới này là đèn phanh, đèn lùi đấy quý bạn ạ. Đấy, đèn lùi thì được thiết kế riêng biệt ở phía dưới này. Đấy, nhìn về cái phần đằng sau này cũng rất là đẹp ạ. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu, cho nên là đèn còn rất là mới quý bạn nhé. Phiên bản S này, Kia Morning S này. Bô đôi đây quý bạn này. Đấy, bô đôi này. Xe cũng đã được trang bị sẵn là camera lùi rồi các bạn ạ. Màn hình camera lùi đầy đủ rồi quý bạn nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Giá nóc này. Đấy, cái giá nóc này. Tay nắm cửa mạ chrome rất là sáng, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy. Và nhìn về cái phần đầu của chiếc xe thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Cụm đèn pha này, rất là mới này. Đèn pha bi xenon và đèn LED ban ngày. Đấy, dưới là có đèn LED ban ngày rồi. Cụm đèn gầm cũng là đèn bi này. Một chiếc xe Kia Morning nhỏ nhưng mà được thiết kế rất là nhiều option quý bạn ạ. Tại vì những chiếc xe Hàn Quốc thì bao giờ cũng đi đầu về option. Đấy, đèn gầm cũng là đèn bi luôn ạ.
nhìn về cái phần đầu này rất là mới các bạn nhé. 2019 tính ra là mới sử dụng 3 năm thôi, 3 năm và với 42 km thì là rất là đẹp đấy ạ, không khác thì một chiếc xe mới các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì nói vui thì là tầm 4-5 vạn thì mới gọi như là mới chạy hết rốt đa thôi các bạn ạ. Bây giờ mới đến cái lúc mà đi xe, chiếc xe nó bắt đầu mượt đấy ạ. Tầm 4-5 vạn thì chủ xe đã đổi xe khác rồi. Tại vì chủ xe chia sẻ là bây giờ gia đình đông người rồi cho nên là đổi xe lên 7 chỗ. Đấy, cho nên là thừa ra chiếc xe này. Thành ra là chủ xe bán các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Đấy, trước tiên thì tôi sẽ mở cánh cửa bên lái này. Keo chỉ cánh cửa nguyên bản nhé. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết ạ. Không có đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì đâu ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới, đẹp như thế đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Từ keo chỉ đến ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới đấy ạ. Đấy, nội thất da cao cấp và ghế hai màu đấy quý vị bạn nhé. Đấy, hai màu này, màu kem và màu nâu. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là cái này là nó bẩn nè các bạn này. Đấy, bẩn nhé, cái này dọn đánh đi là hết nhưng chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Chủ xe cũng rất là cẩn thận này, bậc cửa cũng đã dán cái ốp cái inox này chống xước này. Và cái bộ thảm này là chủ xe mua thêm, bộ thảm cao su xịn này là chủ xe mua thêm nhé. Chứ bộ thảm nguyên bản của xe vẫn đang để cốp từ lúc mua đấy, chưa dùng đến đấy. Đấy. Và một số chỗ này là còn chưa bóc ni lông đây các bạn này. Trên xe rất là nhiều điểm chưa bóc ni lông mà chủ xe rất là cẩn thận muốn giữ lại để cho chiếc xe nó đẹp đấy ạ. Đấy, từ phần trần các thứ này, nội thất da này đều rất là đẹp này. Đây thưa với quý bạn, đây là cái tem của nhà sản xuất nhá. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018 này, nhưng model là 2019 rồi quý bạn ạ. Đấy, model là 2018 là nó có hai form, đầu 2018 là form cũ, còn cuối năm 2018 là form 2019 như chiếc xe này đây ạ. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Từ những cái phần keo chỉ này còn nguyên này, keo chỉ nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, bậc cửa này cũng đã được ốp inox này, chủ xe rất là cẩn thận này. Bộ lót sàn này, lót sàn mới tinh, lót sàn xịn đấy ạ. Đấy, nội thất da cao cấp hai màu đây quý vị bạn nhé. Đằng sau này thì lại còn mới nguyên cơ quý vị bạn ạ. Đằng sau này là gần như là không dùng đến mấy này. Đấy, và đằng sau này đây, những cái điểm này chủ xe còn chưa bóc ni lông ra quý vị bạn ạ. Trần này rất là sạch nhá. Mặc dù chúng tôi không có phải dọn dẹp gì cả đâu, nhưng mà cái trần nó đã sạch đẹp như này rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong này. Cái mặt đồng hồ này là cái mặt đầu DVD này quý bạn nhé. Đầu này đầu DVD này. Cái mặt này cũng chưa bóc ni lông đâu nhá. Đấy, nhìn nó bẩn bẩn thế này là tưởng là nó xước sát thì không phải ạ. Đây là cái ni lông chưa bóc này quý bạn này. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ nổ cái máy này lên cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, đồng hồ đây là cái đồng hồ công tơ mét đây các bạn này. Đồng hồ công tơ mét này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là chuẩn 4.2 này nhá. Đấy, cái đồng hồ này là chuẩn 4.2 luôn. Quý vị và các bạn có thể check bất cứ tại chỗ nào hoặc là có thể đem vào hãng để check để về cái đồng hồ này nhá. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn ạ. Đấy, vô lăng còn rất đẹp như này đấy ạ. Vô lăng cũng rất là mới này, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, từ vô lăng cần số quý vị bạn thấy nó mới như này không ạ. Đấy, tay phanh này mới tinh luôn ạ. Chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới quý bạn nhé. Bây giờ quý vị các bạn đi mua một chiếc xe mới về, nếu như mà không giữ gìn gì thì chỉ đi vài tháng nó cũng sẽ như này thôi ạ. Đấy, toàn bộ là rất là đẹp này, táp bi cánh cửa cũng mới này, chủ xe rất là giữ gìn đấy ạ. Và chủ xe cũng đã lắp thêm một số cái ví dụ như là cam hành trình này, loa này, độ loa thêm đây, cái này là loa tép mà chủ xe độ thêm đấy ạ. Đấy, toàn bộ về những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này. Đấy, quý vị bạn xem nó rất là mới đấy ạ. Một chiếc xe 2019. Đấy, rất là mới, đăng ký tháng 1 năm 2019 quý vị bạn nhé. Bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái động cơ này đi. Tôi sẽ ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những phần còn lại về chiếc xe này quý vị bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cốp sau này, keo chỉ còn nguyên bản đây các bạn này. Trong này nó hơi bẩn một chút ạ. Đấy, chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Chỉ có lau qua đi thôi, tôi có rửa và lau qua đi thôi. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì chỗ nào đâu ạ. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, và đây là cái bộ thảm lót chân đấy ạ.
Thưa với quý bạn, đây là cái bả thảm lót chân mà chủ xe mua xe này đã có sẵn thảm lót chân này từ mới, nhưng mà chủ xe không dùng, chủ xe lại để trong cái cốp này. Để trong cốp này vì dùng cái bộ là cao su kia nó sạch hơn ạ, cao su nó dễ giặt. Đấy, và cũng đã lót cốp này, đã mua cái tấm nhựa này để lót. Tấm nhựa này là lót chống xước đấy, à chống bẩn cái thảm này. Thảm nguyên bản của xe đây này. Cái lót cốp nguyên bản của xe thì vẫn còn mới đây ạ. Đấy. Và tiếp theo thì ở bên dưới này là cái phần lốp sơ cua quý bạn ạ, lốp sơ cua còn mới tinh ạ. Đấy, lốp sơ cua này, đồ nghề cũng còn mới tinh đây này. Đấy, rất là đẹp quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Đấy, rất là mới quý bạn ạ. Quý bạn xem là đằng sau này nó có khác gì một chiếc xe mới không ạ? Đấy. Không khác gì một chiếc xe mới luôn. Và đây là cái phần mà đặc biệt là hấp dẫn đây quý bạn ạ. Chiếc xe Kia Morning rất là tiết kiệm nhiên liệu quý bạn nhé. Chỉ 5,94 lít cho 100km quãng đường kết hợp, 7,3 lít trong đô thị. Nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ có 5,14 lít thôi. Với động cơ 1.2 lít. Động cơ 1.2 lít đấy, động cơ này là rất là khỏe quý bạn nhé. Đấy, nó khỏe hơn cái đời trước đó là động cơ 1.0, bây giờ là 1.2. Chạy rất là khỏe mà tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem này. Từ keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa các thứ này còn nguyên bản này, còn rất là đẹp, rất là mới đây quý bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Nội thất này rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Nội thất ở phía sau này thì quá là mới rồi, vì đằng sau này là ít người ngồi. Đấy, nội thất da cao cấp hai màu, rất là mới quý vị và bạn nhé. Tay nắm cửa của chiếc xe Morning này thì được thiết kế bằng chrome, rất là sáng quý vị và bạn ạ. Đấy, rất là sáng này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Từ keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản này. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa cũng nguyên bản này. Táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn, không những nó còn nguyên bản và lại còn rất là mới cơ ạ. Đấy, từ những cái ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên này. Đấy. Cho đến những cái bậc cửa này, bậc cửa này là chủ xe cũng đã ốp inox để chống xước này. Thảm xịn này, thảm cao su xịn của xe đây ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị và nhé. Xe rất là mới, mới từ vô lăng. Đấy, cần số này cho đến tay phanh, nội thất ghế da đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Không có cái điểm gì để chê về chiếc xe này ạ. Có thể nói đây là một chiếc xe siêu lướt ạ. Mới lăn bánh được có 4.2 km chuẩn thôi ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhá. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Morning 2019 phiên bản S này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít quý bạn nhé, đi kèm với hộp số tự động ạ. Đấy, và cái động cơ này thì tôi cũng chia sẻ với quý vị các bạn, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, tất cả về chiếc xe này chưa có dọn bất cứ một cái gì quý bạn nhé, chưa làm gì cả. Mua về như thế nào là tôi chỉ có rửa đi là tôi đem ra tôi quay cho quý vị bạn thôi ạ. Tất cả là còn nguyên bản này, từ ốc chân máy đây quý bạn nhé, ốc mặt máy này còn nguyên hết ạ. Chỉ có 4.2 km thôi, mới lăn bánh 4.2 cho nên là nó còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp như thế này đấy các bạn ạ. Đấy, là duy nhất là chỉ có thay một chiếc ắc quy này rồi này. Đấy, chủ xe đã thay một cái ắc quy này rồi các bạn nhé. Đấy, còn lại là nguyên bản. Nguyên bản và còn rất là đẹp này, không phải dọn tí nào đâu các bạn ạ. Không phải dọn tí nào mà nó đã đẹp như này rồi đấy ạ. Đấy, rất là mới ạ. Nếu như mà bây giờ chiếc xe này mà đem đi dọn cái động cơ này đi thì lại không khác gì xe mới rồi. Đấy, và đây ốc cabo đây thưa với các bạn này, ốc cabo nguyên bản hết nhá, chưa có một con ốc nào tháo này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ, còn nguyên hết này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhá, còn nguyên bản hết này, cabo này. Đấy, và tất cả là còn nguyên ạ. Chủ xe thì về cái đèn thì đã trang bị được là đèn led, đèn bi rồi, cho nên là không phải độ gì đến cái đèn này. Cụm đèn này cũng có nguyên bản hết luôn ạ, chưa có bị
đâm đụng hay là chưa có bị va chạm bất cứ chỗ nào. Đấy, rất là đẹp, rất là mới đây quý bạn này. Đấy, không có dọn dẹp gì mà đã đẹp như này rồi quý bạn nhá. Đấy, dọn đi thì nó lại thành xe mới mất. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Morning S 2019 tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 4.2 km. Với 4.2 này chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, đồng hồ zin, quý vị các bạn có thể check bất cứ ở đại lý nào quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản S 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chỉ 365 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia Morning S 2019 siêu lướt này ạ. Và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp quý vị bạn nhé. Quý vị bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi ạ. Và chiếc xe này thì hiện nay đang bán tại hãng, nếu như quý vị và các bạn mua xong và đăng ký để lăn bánh thì có giá khoảng 500 triệu đồng đấy quý bạn nhé. Cho nên là quý vị và bạn với chiếc xe nhỏ như thế này, mua một chiếc xe lướt chất lượng thì cũng không khác gì chiếc xe mới nhiều lắm ạ. Đấy, chất lượng nó kém một chút thôi chứ không kém nhiều đâu, nhưng mà lại tiết kiệm được đến hơn 100 triệu đồng đấy quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp quý bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.